Lưu Đào và Châu Du Dân ăn ý bất ngờ trong đài Tống Cung Từ. Từng được giới truyền thông ca ngợi là mỹ nhân phim cổ trang Trung Quốc, Lưu Đào liên tiếp gây ấn tượng mạnh mẽ đến khán giả qua loạt phim cổ trang nổi danh Thiên Long Bát Bộ, Làng Nhà Bản, Mi Nguyệt Truy, đặc biệt nhất là màn hóa thân thành mỹ nhân Trương Xuân Hoa ở Liên Minh Quân Sư phần 1 và 2. Bỏ túi loạt vai diễn khó nhằn như vậy, vai diễn Hoàng hậu Lưu Nga lần này ở đài Tống Cung Từ đương nhiên không thể làm khó được Lưu Đào. Trái lại, càng khẳng định sự biến hóa của cô thông qua các hình tượng nữ chính phim cổ trang khác nhau. Bước vào thế giới của đài Tống Cung Từ, Lưu Đào đảm nhận vai nữ chính Lưu Nga, có xuất thân thấp hèn, sau này được nam chính Triệu Hằng để mắt vì có công cứu giá hoàng thất lúc nguy nan. Triệu Hằng say đắm mỹ nhân đến mức phớt lờ vua cha, mặc kệ lời dị nghị của quần thần mà nạp Lưu Nga làm phi. Đấy cũng là lúc hành trình trở thành mẫu nghi thiên hạ của nàng đậu hoàng hậu bắt đầu. Bên cạnh Lưu Đào, cùng đài Tống Từ còn đánh dấu sự trở lại của nam thần châu Á Châu Du Dân sau 3 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Trong phim, anh hóa thân thành Tống Chân Tông Triệu Hằng, vị vua lỗi lạc nổi tiếng của triều đại Tống. Cũng giống với nhiều hình ảnh hoàng đế khác, Triệu Hằng của đài Tống Cung Từ hàng ngày đau đầu với chuyện tiên triều, hậu cung, sau đó lại đem lòng yêu thương một mỹ nhân đến gần như quên cả đất trời. Châu Du Dân là một mẫu của nhóm F4 huyền thoại, được fan yêu thích vì vẻ ngoài điển trai lịch lãm. Sau cơn sốt Vương Sao Băng, Châu Du Dân tiếp tục gắn bó với con đường diễn xuất, ghi điểm qua các tác phẩm như Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, đóng cặp với Lưu Thi Thi, Đen và Trắng, đóng cùng Triệu Hữu Đình, Trương Quân Ninh, Liệt Hỏa Như Ca, đóng với Địch Lệ Nhược Ba. Thuở còn độc thân, Châu Du Dân có nhiều mối tình ồn ào cùng các mỹ nhân hoa ngữ như Từ Hy Viên, Hứa Vĩ Luân, nhưng tất cả đều kết thúc không mấy tốt đẹp. Cho đến khi kết hôn với bà xã Dụ Hồng Uyên, anh lại vướng vào cáo buộc tình một đêm với một phụ nữ Thái Lan. Dù sau này scandal đã được thanh minh, nhưng hình ảnh Châu Du Dân vẫn bị ảnh hưởng không ít. Anh đến với vai Triệu Hằng của đài Tống Cung Từ cũng giống như nhìn lại chính mình của ngày xưa, có vô số bóng hồng vây quanh, nhưng hạnh phúc lại quá khó khăn để đạt được. Bên cạnh dàn cast chính hội tụ đủ cá tài lực sắc, thì dàn diễn viên phụ cũng là những cái tên được quan tâm trong đài Tống Cung Từ. Thục Phi Ngọc Xu, Tiền Đông Nị thủ vai, nhân vật luôn ám ảnh với chuyện sinh con đẻ cái vì chịu nhiều áp lực từ gia tộc, biến cô thành con cờ chính trị để chinh phục Triệu Hằng. Mỹ nữ tài sắc Lăng Dương công chúa được giao cho Phan Nhất Y, dù mới vào nghề chưa đầy 2 năm, nhưng nữ diễn viên đã có nhiều cơ hội cọ sát với phim ảnh. Hai con trai độc nhất của Triệu Hằng, Triệu Trinh do Trình Vị đảm nhận, là minh chứng rõ ràng nhất cho gen đẹp trai truyền từ đời cha đến đời con của đại Tống Cung Từ. Được coi là tác phẩm chính kịch chất lượng, bộ phim đài Tống Cung Từ còn nhiều điều đáng khen ngợi. Trong đó, đối tượng được thảo luận nhiều nhất trên các diễn đàn không ai khác ngoài nữ chính Lưu Đào. Với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung đến ngỡ ngàng, lối diễn xuất tự nhiên, lột tả được cảm xúc của nhân vật, mỹ nhân Thiên Long Bát Bộ khiến khán giả chẳng thể rời mắt được.